Trời ơi nhìn thiên lại. Sáng sớm các bạn ơi, bây giờ là còn 10 phút nữa thì tới giờ hai đứa học. Nói chung năm nay là mấy mẹ con phải đi sớm thôi. Mà bữa nay mới hơi mệt. I have a bun in my hair. Mày cũng gửi đồ xong rồi đây. Kẹp một đống rồi. Nhưng mà khi mà thả vẫn đẹp. It smells good. Smell good? Look at my face. Nhỏ đó nó khó hay phá. Hết thuốc chữa các bạn ơi. Nãy em đi làm video, em đi ăn hết sạch sẽ rồi mà microphone nó không có lên. Trời ơi, cảm giác nó ấm thôi mà ấm cái gừng á. À, ăn hết sạch sẽ nguyên vị cái crawfish, cuối cùng microphone nó không lên. Đánh thiệt. Để mình ăn cái này trước đi. Thèm cái này quá. Ta ăn cái kia nó hơi cay. Sẽ lấy cái xương ống này. Mày rất là thích đấy bạn, rất là thích cái tủy của nó. Các bạn muốn nấu mà cho nước nó trong á, các bạn luộc cái này trước, luộc xương trước, xong rồi rửa, xong rồi nấu lại một lần nữa thì nước nó sẽ trong. Hồi trước mày cũng không biết đâu, nấu lúc nào cũng nước cũng đục hết ra. Nó có lỗ này nè, mình bịt kính lại mở hơi hí hí thôi, hút nó sẽ ra, nó sẽ ra hết. Nói chung đi gần như là sáng nào cũng đi chợ mà không. Mày là thích gì không? Không thích thịt. Xương hơn. Vừa thịt vừa xương. Em trai của mày đang chuẩn bị về Việt Nam cưới vợ. Nói chung thời buổi bây giờ cũng như là quen online lắm. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm ha. Nhưng mà theo bản thân của mình đó, riêng mình đó, mình cảm thấy con trai Việt Nam lấy vợ sẽ đỡ hơn là người con gái Việt Nam lấy chồng.
thầy khi mà bà lãnh qua đây á. Đúng mà, bà lãnh vợ thì mình vẫn có thể kiểu như là người đàn ông họ vẫn có thể lo được cho vợ. Nhưng mà đừng có lấy vợ trẻ đẹp quá, lấy vừa vừa thôi. Chứ mà người con gái mà về Việt Nam lấy vợ, à, lấy chồng á, mày không thấy à, rất là khó khăn. Về bên này mình là người quay qua lo cho chồng rồi bắt đầu học lại từ tiếng Anh rồi học từ đầu tới cuối hết đó bạn. Nên là bản thân cũng như thế. Đó giờ chưa có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ lấy chồng Việt Nam, kiểu như là về Việt Nam cưới chồng. Sao thiệt, nhiều khó khăn lắm mà. Với lại người phụ nữ dễ bị nổi nóng á, còn người đàn ông thì họ sẽ rộng lượng hơn mình. Mình cảm thấy vậy. Mà họ bảo lãnh xong rồi qua đây họ lo cho vợ, hoặc là nhiều khi vợ ở nhà bếp núc thôi, lo con cái thôi là cũng được rồi. Kể cho các bạn nghe nè, hồi trước là cái đôi là em trai của mình về Việt Nam định cưới các bạn, mẹ của mình về luôn, định về là định cưới luôn á. Qua đó mới biết là nhỏ này nó kiểu như là quen người khác rồi, quen người đã có vợ con nữa. Rồi. Khi mà em trai của mình cũng cũng hơi bị gấp. Khi mà quen em trai của mình á thì cũng cũng bỏ cái người kia kiểu vậy đó, nhưng mà khi mà biết như vậy thì cảm thấy cái người này nó sao á. Bỏ nhau kiểu là không cưới luôn, về đi chơi thôi. Không biết lần này sẽ như thế nào. Ngầm. Hy vọng là không sao. Rồi hồi đó. Nói chung em trai của mình theo cái người mình nó định về cưới thì không phải là quá khác biệt, ý là quá đẹp hoặc là quá trẻ, nói chung là cũng cỡ cỡ giống nhau á. Mà thì mới cảm thấy cũng cũng hợp lý. Chứ mà có nhiều người, ví dụ như là có nhiều người họ đã có vợ có con bên này rồi, hoặc là họ lớn tuổi rồi xong rồi họ về Việt Nam lấy vợ trẻ trẻ măng à, không rồi khó lắm các bạn ạ. Còn là bên Việt Nam thì họ tưởng là mình bên này kiểu như là nước Mỹ Mỹ hoặc là kiểu như ở nước ngoài á, tưởng là mình cũng giàu có đầy đủ, nhưng mà thực chất không có dễ đâu các bạn ạ. Ai làm cũng là đủ sống thôi, hoặc là có thể là dư, nhưng mà tất nhiên là dư không có nhiều. Nếu mà không có cờ bạc không có ấy thì không sao ha, để mình làm để mà ăn thôi. Thì tất nhiên là những người đi làm thì vẫn có đồng ra đồng vô rồi có dư, nhưng mà để mà làm giàu giống như mình đi làm bình thường á, để mình làm giàu thì không có dễ.
Này hồi nãy là video ăn crawfish, bây giờ cuối cùng là video ăn video gặm xương. Hồi trước á, mình nghĩ là kiểu là thấy nhiều người mà họ mình không hiểu á, có nhiều người họ thích. Bây giờ là cái gu mỗi người mỗi khác á mọi người. Có người thì rất là thích những người trẻ hoặc là những người cỡ cỡ hoặc là những người lớn hơn. Nhưng mà riêng bản thân của mình từ lúc mà mình lớn lên á, các bạn khi mà biết yêu hoặc là nghĩ tới chuyện mà sẽ lấy chồng á, là thật sự là Mary lúc nào cũng thích những người mà lớn hơn Mary rất là nhiều luôn. Mày không biết làm sao không? Cũng có thể là tại vì Mary lớn lên không có ba bên cạnh, cái đó Mary không biết nữa. Nói chung là Mary lớn lên rồi ba của Mary đi Mỹ rồi, và lúc mà Mary còn nhỏ Mary rất là thích có anh trai hoặc là chị các bạn. Thấy người ta có chị hoặc là anh trai á, thích lắm. Chiều khi mà giống như là tắm xong rồi họ cột tóc cho rồi làm đẹp cho này kia, nhìn rất là thích luôn, nhìn kiểu như là họ sạch sẽ, trong khi mình lại quay qua phải lo cho em của mình. Nên thành ra mấy bạn mà mới chơi chung á, họ đều là có chị, có anh hết. Mình rất là mê. Mê có chị, có anh. Mê có anh để với lại có chị dâu. Mẹ thấy giống như là người Việt Nam của mình. Giống như là mẹ chồng, hoặc là mẹ chồng nàng dâu, hoặc là chị, hoặc là chị chồng rồi anh chồng hoặc là rể. Nói chung là không có hòa hợp, Mary cảm thấy vậy các bạn. Nhưng mà riêng về dân tộc của Mary các bạn, thì Mary không nói riêng ở chỗ khác nha, nói chỗ Mary á, thì Mary lại cảm thấy là chị dâu hoặc là anh rể á, họ là một người rất là gần gũi các bạn. Hoặc là chị em chồng hoặc là ấy, gần gũi. Không có chuyện mà cãi nhau hay là nên thành ra đó là lý do mình rất là thích các chị. Hồi nhỏ mình có thích một người rất là thích luôn. Rồi bữa nay ngồi nói chuyện đi ha. Nói chung là chỗ mình nó vợ lấy chồng sớm đó các bạn, nên là khi mà đi lớn lên cái là cũng giống như là nghĩ tới chuyện sẽ lấy chồng, chứ không có. Có nhiều người học ví dụ như là chỗ Mary cao nhất lớp 12 rất là ít, nhưng mà lớp 9 thì đó, nhưng mà học xong cho đã đời xong hồi cũng quay qua làm nông các bạn. Nên thành ra chỗ Mary làm cô giáo, nhìn cô giáo không nhầm nhò gì hết trơn á, kiểu như là không có đi học đó bạn, không ai thích học hết trơn. Mình rất là thích một anh lúc mà mình mới lớn, mà cũng thích lâu lắm nha, mấy năm luôn, không phải giỡn đâu, thích từ nhỏ luôn á, thích một anh đó. Nhưng mà anh đó là thích bạn của mình này. Tới lúc mà mình lớn cái là giống kiểu như là cái lớn hơn á, cái người đó thích mê mày, và mê cũng thích. Nói chung là hai người cũng giống như là yêu nhau vậy đó, cũng có thể gọi là như vậy. Nhưng mà giống như là khi mà yêu nhau hoặc là thích nhau á, không có kiểu như là hẹn hò rồi gặp nhau đâu, không có. Ví dụ như là mê thích cái anh này, xong rồi anh này cũng thích Mary, mà giống như là mình nghĩ là có thể là mình thích nhau á, thì
Mary hoặc là cái người đó họ sẽ đi nói chuyện với cái người mà làm mối á, giống như là mối là người đứng ở giữa đó, thì đi nói với người này là giống kiểu như là mình thích người này, họ có thể đi hỏi người này coi có thích mình không đó, như vậy thôi chứ không có chuyện mà đi hẹn hò đi nắm tay nắm chân rồi nói anh yêu em yêu anh không có nha. Chỉ vậy thôi à. Xong rồi cái người này sẽ đi hỏi là ví dụ như là nếu như mình có thích thì sau đó mới tính tới chuyện sẽ là đám hỏi rồi đám gì nữa đó, nói chung là đám gì 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 mới không biết nữa, nói chung là vậy đó à. Và Mary cũng cũng nghĩ là Mary sẽ kiểu như là sẽ lấy người đó. Nhưng mà cái tính của người Mỹ nha, có thể nói là hơi hiền, hoặc là không biết là cái từ nào nó chính xác, nghĩa là khi mà người khác yêu Mary á, hoặc là Mary yêu người khác á, là cái tính của Mary rất là dễ đó, nghĩa là Mary có thể chấp nhận ví dụ như là người yêu của Mary có người khác, buồn thì buồn đau thì đau, nhưng mà nếu mà quay lại chấp nhận kiểu vậy đó. Các bạn mới yêu là yêu kiểu như là ngu lắm. Chấp nhận vậy luôn chứ không phải không, nhưng mà tới lúc mà Mary mà bước đi rồi là không có cửa luôn, giống như là Mary sẽ cho người khác cơ hội một hoặc là hai lần đó, nhắc thôi, nhưng mà khi mà Mary đi rồi sẽ không có chuyện mà nói chuyện nha, không có cho cơ hội luôn, đi là đi đó, mà không có cãi nhau sùm kiểu ấy đâu, nhưng mà đi là đi. Mà cuối cùng Mary với người đã đâu có thành đâu. Nhưng mà cái lý do họ thì nghĩ là Mary kiểu như là thích người khác, nhưng mà không phải. Thật ra cái anh đó hồi trước giống kiểu như là rất là thích Mary các bạn, thì Mary cũng cũng có thích chứ không phải không. Nhưng mà cái anh này thì vẫn kiểu như là cũng có thích nhiều người khác nữa các bạn, giống nghĩ là mình dễ á, nghĩ là mình lúc nào cũng ở đó, nên thành ra có thể là mình đi xong mình quay lại không sao hết, người đó lúc nào cũng ở đó, thì thật sự là Mary như vậy các bạn. Nhưng mà cái mà Mary tức nhất là cái anh đó kiểu như là đi nói với người khác là đã kiểu như là ngủ chung với Mary rồi đó. Khi mà Mary nói nghe xong cái câu đó là Mary bỏ luôn á, không cần giải thích không cần gì luôn á. Giống như là khi mà họ cảm giác được, Mary biết được là cái người này đang thích cái người khác nhưng mà vẫn thích mình đó. Kiểu như là bắt cá hai tay á. Và họ cảm nhận được là Mary sẽ không muốn tiếp tục nữa, có thể là sẽ bỏ họ, giống kiểu vậy. Bắt đầu là tìm cách, các bạn tìm cách để mà quay lại á, để mà quay lại với Mary, hoặc là tìm cách để mà người khác không có thèm quen luôn á, giống kiểu vậy á. Nên thành ra Mary cảm thấy rất là khó chịu. Nên là khi mà Mary đi là đi luôn các bạn. Nhưng mà có một cái hơi sai lầm chút xíu, đó là thật sự là cái anh này thì gần như là bị không bình thường luôn các bạn. Sau khi mà xảy ra giống như là kiểu như là họ cũng có thương Mary, có yêu Mary các bạn, nhiều khi cũng cũng bị lỡ hoặc bị say nắng hay gì đó thôi, hoặc là lỡ nói gì đó Mary cũng không biết nữa, lỡ nói với người ta vậy đó. Đó, nên thành ra trước khi Mary đi đi qua đây á, nói chung là Mary với người đó không có gặp nhau, không nói chuyện luôn, không nhìn nhau luôn á, kiểu như người ta không thèm nhìn Mary luôn á. Xong rồi có lần trước khi Mary đi định định đi á, thì Mary có nói chuyện các bạn, nhưng mà họ lại nghĩ là Mary muốn quay lại, nhưng mà thật ra là Mary thì lại trước khi Mary đi thì Mary muốn nói chuyện giống như là kiểu như là bạn bè vậy thôi đó, nhưng mà người khác lại nghĩ là Mary muốn quay lại. Nhưng mà Mary cảm thấy đó là một cái sai lầm mà Mary tạo cái hy vọng cho người khác. Sau này cái người này rất là lạ các bạn ơi, giống như là ở trong nhà làm cái hình đám cưới rồi ghép hình đám cưới mặc áo cưới này kia treo ở trong nhà đầy luôn hình Mary với lại cái người đó. Người khác nhìn vô thì người khác tưởng là kiểu như là vợ chồng hay gì rồi, nhưng mà thật sự là chỉ thương nhau thích nhau, thậm chí là chưa có kêu người làm mối nữa, chỉ biết là hai người thích nhau thôi. Các bạn ơi, bữa nay mình tám hơi nhiều, mình sẽ dừng video ở đây ha. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.